đến lúc này, dù vẫn tôn trọng và cũng rất hiểu quyết định loại quả bóng vàng 2017 Đinh Thanh Tùng khỏi danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018. Thế nhưng, rõ ràng, huấn luyện viên Park Hang-seo không tránh được câu hỏi từ người hâm mộ. Về cơ bản, đây là điều khá bình thường mỗi khi huấn luyện viên loại một ai đó. Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng người xứng đáng ngồi nhà xem AFF Cup hơn Trung Bắc không ai khác hơn là Xuân Trường. Như đã từng đề cập, Xuân Trường là một cầu thủ giỏi, chuyên môn tốt, nhưng ở thời điểm hiện tại phong độ lại không cao. Tuy nhiên, rốt cuộc huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn dành cho Xuân Trường một tấm vé để cùng đội nhà tham dự AFF Cup. Riêng bản thân tôi và những người hâm mộ, chúng ta đã trao hết trách nhiệm cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Thì cho dù thất bại hay thành công thì Park Hang-seo cũng phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Chúng ta nên trọng huấn luyện viên vì đó là một người quyết định tất cả và chịu trách nhiệm tất cả cho thành bại của đội tuyển Việt Nam. Chi bằng, chúng ta chúc đội tuyển chúng ta luôn nhiều gặp may mắn. Một đội bóng vô địch, ngoài những yếu tố chuyên môn, tinh thần đoàn kết và yếu tố may mắn cũng không thể không nhắc tới trong con đường chinh phục màu vàng của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Một lần nữa, chúc các cầu thủ luôn khỏe.